Sau khi mất tích nhiều giờ, sự việc xảy ra vào cuối tháng 9, khi một cặp du khách Thụy Sĩ đến tham quan công viên Disneyland ở Paris, vào lúc công viên đóng cửa, người phụ nữ đã báo với ban quản lý về việc bạn trai 32 tuổi của mình bị mất tích. 10 thợ lặn, 10 cảnh sát, 30 lính cứu hỏa và 80 nhân viên Disneyland Paris được huy động để tìm kiếm. Chó nghiệp vụ và một máy bay trực thăng của quân đội cũng được điều động vì trời đã tối. Công viên lại rộng nên khó tìm thấy. Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, khi cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục, vợ hoa một người đàn ông 44 tuổi đi làm về đã bắt gặp du khách mất tích tại thị trấn Chelsea, cách công viên 2 km. Benoit chia sẻ, người đàn ông lạ không thể nhớ được điều gì và cũng không nói được tiếng Pháp. Cả hai dùng tiếng Anh để trao đổi. Người đàn ông nói rằng đã uống một loại thuốc khi đến công viên vui chơi do cá cực với bạn bè và không nhớ những chuyện tiếp theo. Benoit mang người khách lạ về nhà, cho mặc quần áo của mình rồi chở anh ta đến gần công viên. Đội cứu hộ tìm thấy người đàn ông và cặp đôi du khách bị đưa lên đồn cảnh sát ngay sau đó. Tại đây nữ du khách khai nhận đã cho bạn trai uống một loại thuốc tạo ảo giác. Khi uống xong, người này bị trượt ngã xuống một hồ nước nhân tạo ở khu vui chơi Adventureland, gần vị trí tàu cướp biển của thuyền trưởng Húc. Không thấy bạn trai lên bờ sau thời gian dài, cô gái bắt đầu lo lắng. Chỉ đến khi công viên đóng cửa lúc 20 giờ 30 phút, cô mới dám báo cho ban quản lý để nhờ giúp đỡ. Hai du khách bị bắt vì sử dụng ma túy. Loại thuốc họ sử dụng trong công viên được xếp vào một trong những loại ma túy và chất cấm bất hợp pháp. Đại diện Disneyland Paris cho biết theo quy định, Mọi chất độc hại gây nguy hiểm cho du khách và an ninh công viên đều bị cấm. Hiện vẫn chưa rõ người đàn ông thoát khỏi hồ Adventureland và rời khỏi công viên như thế nào, cũng như điều gì đã xảy ra với tất cả trang phục trên người và anh ta đã đi đâu trong nhiều giờ khi những người cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm.